có nhiều anh chị nói với tôi rằng là, và trong cái tỷ lệ đó trong lớp cũng không phải là ít, đó là sẽ không bao giờ làm CEO trong suốt phần đời còn lại của mình nữa. Sao kỳ vậy? Đi học CEO xong không bao giờ làm CEO trong suốt phần đời còn lại của mình nữa, mà đo lên xem đó là một cái thành tựu lớn nhất của khoa học. Tôi nói ủa vậy là cái khóa học đó có uổng phí không? Thì các anh chị mới trả lời là không uổng phí. Nếu tại sao không uổng phí? Thì thà uổng phí 4 đến 6 tháng còn hơn uổng phí luôn cái phần đời còn lại của mình. Thì ít ba em biết who I am. Lúc đó em mới ca cái bài ca là thà làm một chuyên gia giỏi còn hơn làm một ông sếp tồi. Vậy thì cuối cùng là cái tài của mình là tài chuyên môn hay tài lãnh đạo? Thì nên làm cái việc mà mình có tài á, chứ đừng ham chức ham quyền mà làm những việc mà mình không có tài.